một, nhiễm trùng sưng lên và có mủ làm nền móng đỏ và sưng, thường do dụng cụ bẩn khi làm móng tay gọi là onychia. Câu 2, làm sạch và vệ sinh móng cho khách trước khi gắn móng giả bởi vì ngăn ngừa nấm. Câu 3, thành phần có trong nước sơn phủ bóng là chất nhựa dẻo polyester. Câu 4, chất chùi nước sơn ở tiệm dùng cho khách mang móng thiếp hoặc móng bột là non-acetone. Câu 5, bảng nồng độ hydrogen pH với số 7 là biểu hiện dung dịch trung hòa nước trong suốt. Bảng nồng độ pH cho bạn biết điều gì? Acid and alkaline. Câu 6, khi khăn dơ đem đi giặt, điều kiện giặt khăn ở tiệm nên giặt ở nhiệt độ 140 đến 160 độ F tối thiểu 15 phút. Câu 8, trong lúc săn sóc móng tay, việc làm mềm phao tay bằng dầu là cách chữa trị tốt cho móng có da xước. Câu 9, một trong những yếu tố chính cần thiết giúp cho sức khỏe tốt là sự kiêng ăn đúng cách. Câu 10, để ngồi một tư thế đúng và thoải mái, giữ hai bàn chân trên nền nhà và giữ hai chân và đầu gối gần nhau. Câu 11, bạn có thể được phép phục vụ cho khách với loại móng bị móc hoặc bị nấm là gỡ móng giả. Câu 12, loại cây cọ nào tốt nhất cho gieo móng để trải đều và tạo dáng? Cây cọ nhỏ, dẹp bằng sợi tổng hợp. Câu 13, làm cứng gieo bằng nước là cách nhúng gieo vào nước ấm 2 đến 5 phút cho loại gieo không cần đèn. 14, không bao giờ dùng những bắp thịt lưng nâng lên một vật từ nền nhà. Vậy bắp thịt nào cần được dùng? Chân và mông. Câu 15, móng tay mọc bình thường của người lớn trung bình mọc khoảng 1 phần 10 inch mỗi tháng. Câu 16, chất dinh dưỡng hấp thụ đầu tiên vào bộ phận nào của cơ thể? Ruột non. Câu 17, để giúp cho sự thành công của học viên cần biểu hiện hơn cách làm vừa lòng khách. 18, một yếu tố quan trọng góp phần làm vừa lòng khách là thể hiện tốt, tính hài hước, vui vẻ. Câu 19, đề tài thích hợp để nói chuyện trong tiệm nên là chuyện không gây tranh cãi. Câu 20, nếu người khách cảm thấy bỏng khi người thợ xử lý máy rũ điện với nhiều sức ép, xịt nước lạnh. 21, cuộc nói chuyện hấp dẫn là cần có giọng nói hay, chọn từ ngữ khéo léo, duyên dáng và tư cách. Câu 22, cách thức đầu tiên của việc tẩy uế là làm sạch, vệ sinh với nước và xà bông. Câu 23, vi sinh vật đơn bào với cả hai đặc tính động vật và thực vật là vi trùng, vi khuẩn. Câu 24, một phần quan trọng trong thái độ chuyên nghiệp là sự đúng giờ giấc. Câu 25, điều kiện nào của móng mà có thể chăm sóc được? Onychophagy, còn gọi là thói quen cắn móng. Câu 26, mọi khách hàng đều được đối xử một cách thành thật,
công bằng mà không có bất cứ biểu hiện nào của thiên vị. Câu 27. Chức năng nào của mô thần kinh? Phối hợp. Câu 28. Phần có sự sống của móng là gốc móng. Câu 29. Khoa học về vi sinh vật nhỏ được biết là vi trùng học. Câu 30. Hầu hết vi khuẩn gây bệnh đặc biệt nhiều ở nơi dơ bẩn. Câu 31. Vi khuẩn gây hại như vi trùng hình tròn, cầu khuẩn, hình que, trực trùng và vi trùng cong xoắn được xem là vô hại. Câu 32. Vi trùng gây bệnh thường được biết là mầm bệnh hoặc vi khuẩn. Câu 33. Vi trùng được quan sát rõ nhất với sự giúp đỡ của kính hiển vi. 34. Trực trùng là loại vi trùng có dạng hình que, gậy. Câu 35. Tế bào của vi trùng sinh sản bằng sự phân chia, làm đôi. Câu 36. Trước khi làm móng bột acrylic, móng thật cần làm mặt bóng. Làm điều này có mục đích gì? Lấy chất dầu tự nhiên. Câu 37. Vài loại vi khuẩn có khả năng di chuyển với sự giúp đỡ của chân giả, lông bơi. Câu 38. Chu kỳ sống của vi khuẩn trong thời kỳ không hoạt động được biết là thời kỳ lập bào tử, vi trùng ẩn trong vỏ bọc. Câu 39. Bệnh truyền nhiễm là truyền nhiễm sang người khác. Câu 40. Mụn nhọt là một ví dụ của sự nhiễm trùng tại chỗ. Câu 41. Khả năng kháng bệnh, chống lại vi trùng gây bệnh, còn gọi là sự miễn nhiễm. Câu 42. Một ví dụ của sự nhiễm trùng toàn bộ là sự nhiễm độc máu. Câu 43. Sự tiệt trùng là tiến trình tiêu diệt vi trùng gây hại và có lợi. Câu 44. Để cho việc kết dính móng bột, móng tiếp và móng bao, mặt móng nên lấy đi chất dầu tự nhiên trên móng và chất ẩm của móng, dùng dung dịch sát trùng móng. Câu 45. Hợp chất quaternary ammonium 1000 phần triệu, 1000 ppm, thường được dùng như là một dung dịch diệt trùng, cũng còn được gọi là chất khử trùng ướt. Câu 46. Chất tẩy móng hoặc 6% peroxide dùng để lau đốm dơ ở trên móng tay. Một cách làm thêm trong việc chăm sóc tay là dùng chất tẩy móng hoặc peroxide để lau dưới đầu móng. Câu 47. Các thẩm mỹ viện thường dùng phương pháp nào để khử trùng? Hóa chất. Câu 48. Những dụng cụ kim loại bén nhọn có thể được khử trùng bằng 70% alcohol. Câu 49. Trước khi khử trùng bất cứ một loại dụng cụ nào, rửa sạch dụng cụ đó với xà phòng và nước ấm. Câu 50. Khử trùng khô có tác dụng hữu hiệu khi nó có chứa chất formalin
spores và tạo xong hơi diệt trùng. Chất hoạt khí. Câu 51. Dung dịch hóa học dùng trong thẩm mỹ viện nên dán đúng nhãn hiệu. Câu 52. Khách mang móng thiếp cần trở lại salon hàng tuần vì móng thiếp cần thoa thêm keo ở lằn nối. Câu 53. Để cho dung dịch khử trùng có hiệu nghiệm, các dụng cụ khử trùng phải ngâm toàn bộ. Câu 54. Là chất diệt trùng, hợp chất quaternary ammonium được xem là chất không mùi và ổn định. Câu 55. Để diệt trùng hiệu nghiệm, hợp chất quaternary ammonium compounds cần. Câu A. Ngâm thời gian lâu. Câu 56. Để khử trùng hữu hiệu, độ mạnh của nước quát tối thiểu bao nhiêu ppm, ppm trên phần triệu? Câu A. Dung dịch 1 trên 1.000 hoặc 1.000 ppm. Câu 57. Để tẩy vết trên móng dùng. Câu D. Nail bleach hoặc 6% H2O2. Loại nào sau đây có dùng đặc tính tiêu diệt vi khuẩn của chất germicide? Câu A. Chất diệt trùng. Câu 59. Những vết bẩn và vết bạc màu có thể lấy đi trong da và móng với 6% hydrogen peroxide H2O2. Câu 60. Chất khí dùng trong khử trùng khô để giữ vật dụng vệ sinh được sạch là khí diệt trùng. Câu 61. Khăn sạch được dùng cho mỗi người khách. Câu 62. Vật dụng rớt xuống sàn nhà không nên đem dùng lại cho đến khi chúng được hoàn toàn khử trùng. Câu 63. Kem nên được lấy khỏi lọ chứa bằng cây que sạch. Câu 64. Dung dịch hóa chất dùng để ngăn ngừa sự phát triển của vi trùng được gọi là chất sát trùng. Câu 65. Hóa chất dùng để tiêu diệt tất cả vi khuẩn được gọi là chất diệt trùng. Câu 66. Để tạo ra khí nóng trong tủ khử trùng khô, đặt một thìa formalin vào khay với một thìa porous hàng the. Câu 67. Vật dụng đã được khử trùng nên được giữ sạch bằng tia cực tím hoặc hơi hóa chất. Câu 68. Trước và sau khi khử trùng, bồn gội tóc, bồn rửa tay nên được khử trùng. Câu 69. Da dưới đầu móng tay là hypodermium và da xung quanh mặt móng tay là periodontium. 70. Dũa giấy dùng để tạo dáng đầu móng. Câu 71. Giấy và móng được dùng sửa móng nứt. Câu 72. Trước khi sử dụng dụng cụ làm móng nên rửa sạch và khử trùng. Câu 73. Móng giòn và da khô được chữa trị với làm móng tay dầu. Câu 74. Dụng cụ làm móng phải được khử trùng, rửa sạch và diệt trùng sau mỗi lần dùng. Câu 75. Trong lúc chăm sóc chân hoặc chăm sóc tay, dụng cụ làm móng như kẹp cắt da, cây sủi nên giữ trong lọ alcohol khử trùng. Câu 76. Người thợ làm việc với tư thế đúng cách tăng thêm thể tiết khỏe mạnh và ngăn ngừa tổn thương cơ thể.
Câu 77, dụng cụ dùng tỉa da là kìm cắt da. Câu 78, cách sơn móng đúng cách là từ gốc đến đầu móng, sơn nhanh và mịn nhẹ. Câu 79, loại mỹ phẩm để phủ lên nước sơn nhằm giảm tróc sơn. Nước sơn là nước phủ sơn cho bóng chắc. Câu 80, cách tốt nhất là sơn móng trên lên lớp sơn lót. Câu 81, hình dáng lý tưởng của móng tay là bầu dục. Câu 82, móng có gợn sóng có thể làm bằng cách chà móng với bột đá. Câu 83, dụng cụ đánh mịn bóng bóp phơ bằng da dê và đầu đánh móng bằng máy dũa, không được dùng nơi luật lệ bị cấm. Câu 84, đối với những khách có móng gợn sóng, móng giòn và da khô, bạn nên khuyên làm móng tay dầu. Câu 85, chăm sóc bàn chân, móng chân được gọi là pedicure. Câu 86, để tránh móng mọc khóe, đừng cắt rũa sâu vào cạnh móng chân. Câu 87, tên khác của chân bị nấm là tennis pedis, mụn, nước ngứa, nấm ở chân. Câu 88, phần da nằm dưới đầu móng là hypognathium, da dưới đầu móng. Câu 89, chất trắng dù phủ móng có đốm, thường có dạng kem, sợi và sền sệt, được thoa dưới đầu móng. Câu 90, nước sơn được bảo vệ cho khỏi tróc ra bằng cách thoa lớp phủ bóng móng. Câu 91, bột đá đánh bóng móng thường được thấy chất đánh bóng móng. Câu 92, những gợn sóng bất thường có thể làm láng mịn với bột đá đánh bóng. Câu 93, một dạng vi trùng không gây bệnh được gọi là saprophytes, thực vật loại sinh. Câu 94, để ngăn ngừa móng tay khỏi nứt nẻ, thoa chất làm chắc móng. Câu 95, móng tay tốt là cong, mịn, không lởm, không có nhiều đường gợn. Câu 96, khi gắn tiếp lên trên móng thật, tìm lằn mức có điểm dừng dựa vào đầu móng gốc 45 độ và giữ yên tiếp ở đó cho đến khi khô khoảng 5 đến 10 giây. Câu 97, salon cần lắp hệ thống thoáng khí hút khí bẩn ra ngoài tiệm tốt. Điều này quan trọng cho thợ và khách bởi vì hóa chất và sản phẩm ở trong salon có thể thẩm thấu qua hít thở và xâm nhập vào cơ thể. Câu 98, để chuẩn bị sơn móng, bạn nên làm gì? Lăn lọ nước sơn giữa hai lòng bàn tay. Câu 99, những dụng cụ mà đụng chạm đến máu trong tai nạn, bạn nên xử lý như thế nào? Dùng chất tiệt diệt trùng lao đặt vào hai bao ni lông và dán nhãn là chất thải độc hại. Câu 100, nếu bạn tháo gỡ móng giả có thể làm hư móng thật do kéo hoặc vặn móng giả.
Câu 101 thành phần chính của nước sơn là nitrocellulose. Câu 102, khi làm móng, nếu cần thiết dùng bột xe da để cầm máu trên da khách, vật nào sau đây được sử dụng? Bất cứ là các loại kể trên. 103, tình trạng sưng xung quanh móng được biết là peritonitis. Câu 104, xảy ra điều gì khi cây cọ treo và chất dẻo treo được đặt cạnh đèn treo móng cứng treo? 105, thành phần của chất chùi nước sơn là dung môi hữu cơ và acetone. 106, sự nghỉ ngơi và thoải mái rất cần thiết để ngăn ngừa tinh thần mệt mỏi. 107, gắng sức quá độ và nghỉ ngơi không đầy đủ có khuynh hướng làm cho cơ thể mất đi hiệu năng và sức sống. 108, trong trường hợp da bị một vết cắt nhỏ, chất nào sau đây nên được sử dụng? 3% hydrogen peroxide. 109, một trong những tiêu chuẩn nào sau đây không cần thiết cho sự thành công của thợ làm móng tay, khả năng chữa bệnh móng thông thường? 101, mỗi cơ sở kinh doanh có giấy phép cần có số lượng vật dụng tối thiểu tất cả các vật dụng trên. Câu 111, mụn nước và da trắng dày giữa các ngón chân là dấu hiệu của nấm ở chân. 112, để làm mềm da phao tay, dung dịch nào cho vào tô nước ngâm tay, xà phòng ngứa? Câu 113, móng có da xước có thể được chữa trị bằng cách làm mềm da phao tay với dầu ấm, làm móng tay dầu. 114, sách giáo khoa hướng nên dùng cây sủi da kim loại nằm ngang ép nhẹ trên thân móng ẩm. 115, chất dẻo nào sẽ không bao giờ được sử dụng trên móng nhân tạo? Acetone. 116, nếu như quán được dùng để tiệt trùng dụng cụ, nó phải được có những đặc tuân theo như luật lệ đề ra. Tất cả những ý kiến trên như là diệt vi trùng, diệt siêu vi khuẩn, diệt nấm. 117, móng mọc ra bằng sự phát triển liên tục của những tế bào ở móng non. 118, móng nhân tạo giúp che đậy chỗ móng gãy. 119, vệ sinh là môn khoa học liên hệ sức khỏe đời sống. Câu 21, dịch vụ nào dưới đây không nên vá móng, làm hẹp tiếp và móng tay dày? Câu 122, những vết trầy trên thân móng là do hậu quả của việc sử dụng dùng cây sủi kim loại trên móng khô. Câu 123, bạn có thể dùng cây dũa bằng kim loại thay cho cây dũa giấy để dũa mòn nhiều ở đầu móng. Câu 124, kem thoa được dùng để chữa trị móng giòn và da khô. Câu 125, điều nào dưới đây không phải là một ích lợi của sự xoa bóp tay? Móng sáng bóng. Câu 126,
Hầu hết các sách giáo khoa ngành móng tay khuyến khích dùng cây gỗ quấn bông gòn để thoa tất cả dưới đây. Câu 127. Lớp da khô mà thân móng nằm lên được gọi là nền móng. Câu 128. Dây thần kinh và mạch máu có trong móng non. Câu 129. Một trong những yêu cầu hàng ngày nào về sự tươm tất của người thợ mà không cần phải giày trắng vừa vặn. Câu 130. Dụng cụ làm móng sẽ được diệt trùng khi ngâm vào dung dịch ethyl alcohol 70% trong 10 phút. Câu 131. Trước khi các dụng cụ làm móng được dùng trên khách, chúng phải được chà sạch và diệt trùng. Câu 132. Phèn chua là chất cầm máu được dùng cầm máu những vết thương nhẹ. Câu 133. Lớp da nằm bọc sâu bên trong rễ móng được biết là màng bọc móng. Câu 134. Cử động xoa bàn tay được điều khiển bởi tất cả các cơ kể trên. Câu 135. Bắp thịt hai đầu là bắp thịt bao bọc cánh tay trên. Câu 136. Trong khi làm móng tay không nên rũa sâu vào cạnh đầu móng. Câu 137. Làm khô nước sơn bằng sức móng nhân tạo là nguyên nhân tạo bọt khí. Câu 138. Móng của người lớn mọc trung bình 1/8 inch mỗi tháng. Câu 139. Sau khi khách đã rửa tay sạch với nước và xà bông và ngồi vào bàn, thông thường bước kế tiếp bạn làm là chùi nước sơn cũ. Câu 140. Để làm sạch dưới móng tay, thợ thường dùng que gỗ quấn bông gòn. Câu 141. Số lượng đốt lóng tay của mỗi bàn tay là 14 đốt. Câu 142. Khi làm mercury, bột đánh bóng được dùng để làm mịn đường gợn sóng. Câu 143. Ai là người có trách nhiệm thi hành và duy trì vệ sinh trong cơ sở có giấy phép, trường và salon? Tất cả mọi người kể trên. Câu 144. Việc để lùi da, sủi da sẽ làm lỏng lớp da ở góc móng. Câu 145. Nếu móng không được chăm sóc đúng cách, da xước có thể trở thành nhiễm trùng. Câu 146. Khi dùng máy rửa điện, bạn phải sử dụng không sức ép. Câu 147. Nếu một vệt cắt nhỏ đứt tay xảy ra khi làm móng, bạn nên dùng chất se da đóng lỗ chân lông. Câu 148. Luật của ngành thẩm mỹ tiểu bang nói rằng rửa giấy bạn phải hủy bỏ sau khi dùng cho mọi khách. Câu 149. Các chất sát trùng được dùng để làm chậm sự phát triển của vi trùng. Câu 150. Trong khi đắp bột, bột trên cỏ nên tạo thành viên tròn trên thành cỏ.
Câu 151. Tất cả chai lọ dùng trong salon đều phải được dán nhãn đúng, không thể chứa chất gì. Câu 152. Dụng cụ làm móng ép quá mạnh ở phần gốc móng có thể gây ra tổn thương những mô sống. Câu 153. Kiềm cắt da được dùng cắt da chết và sử dụng đồ cắt da đúng cách sẽ tất cả các điều kiện trên. Câu 154. Để làm mịn móng gợn sóng và thêm bóng cho móng, bạn nên dùng buffer bọc da dê. Câu 155. Khi làm móng, dụng cụ khi chưa đụng đến nên đặt trong SMA, nơi giữ vệ sinh. Câu 156. Bằng hành nghề cho phép thợ làm móng phục vụ tất cả các dịch vụ ngoại trừ lấy lông cánh tay bằng sáp ong. Câu 157. Dụng cụ làm móng khi chưa dùng đến nên được khử trùng và cất giữ trong hộp đậy kín. Câu 158. Dùng ngón tay để lấy mỹ phẩm trong lọ có thể chấp nhận nếu ngón tay đã được bọc bông gòn sạch. Câu 159. Chất liệu nào dưới đây bị cấm sử dụng trong dịch vụ làm móng tay? Phèn cục. Câu 160. Rũa giấy được hủy bỏ sau mỗi lần dùng vì chúng không được khử trùng. Câu 161. Nước sơn quá đặc có thể làm loãng bằng cách cho thêm acetone thinner. 162. Bắp thịt adapter cần thiết cho xòe các bàn tay. Câu 163. Một tên khác cho lớp da ngoài là scrub skin, da bọc. 164. Dụng cụ hành nghề móng tay phải được diệt trùng trước khi dùng chúng cho người khách khác. 165. Chất dùng để diệt trùng dụng cụ bén nhọn trong tiệm thẩm mỹ là cồn ethan 70%. Câu 166. Khi bắt đầu làm dịch vụ về móng tay, đồ cắt da, cây đẩy da và que gỗ nên được để trong SMA, vùng vệ sinh. Câu 167. Vết cắt nhẹ khi làm móng được cầm máu tốt nhất bằng phèn bột alum. Câu 168. Bệnh xước da ở móng tay có thể chữa trị bằng cách cắt da xước và làm mềm da xung quanh móng bằng dầu thoa da. Câu 169. Chỉ sọc tạo kiểu đường lằn trên móng được cắt da và đầu móng trong khi trình bày 1/6 inch. 170. Những bắp thịt dùng để khép các ngón tay được gọi là adductors. Câu 174. Bằng hành nghề móng tay đã hết hạn 6 tháng để lấy bằng mới, thợ phải trả thêm tiền phạt và tiền đổi bằng mới. Câu 172. Sách giáo khoa thẩm mỹ khuyên rằng dùng cây sủi da trên móng ẩm để đề phòng trầy mặt móng. Câu 173. Da thành móng là những lớp xếp nhỏ chồng lên cạnh của thân móng. Câu 174. Rễ móng
nằm chặt vào màng bọc móng ở nền móng. Câu 175, phần nhìn thấy của móng nằm trên đệm móng là thân móng. Câu 176, phần nào không là phần chính của móng tay? Mantle, màng bọc móng. Câu 177, tình trạng nào sau đây không phải là bệnh móng? Ornithopathy, cắn móng tay. Câu 178, rễ móng bắt đầu mọc từ mô sinh sản gọi là móng non. Câu 179, lóng tai được tìm thấy trong ngón tay. Câu 180, móng nứt có thể là do nguyên nhân giũa không đúng cách. Câu 181, bên ngoài của một móng tay khỏe mạnh biểu hiện màu hồng lợt. Câu 182, nếu người khách có móng bị nấm móc, bạn chỉ được phép làm gỡ bỏ móng giả. Câu 183, để pha dung dịch diệt trùng Quartz 1000 ppm theo tiêu chuẩn của EPA, dùng độ mạnh 15% của Quartz, bạn sẽ cần 3/4 ounce Quartz trong 1 gallon nước. Câu 184, bàn chải móng và tô ngâm tay dùng đúng cách giúp loại bỏ da dư. Câu 185, móng bị xanh thông thường là dấu hiệu về tuần hoàn máu kém. Câu 186, tình trạng nào dưới đây thợ móng không nên chữa trị? Viêm da quanh móng. 188, khi làm móng, cây buffer sử dụng cho móng tiếp và bột được dùng để chà mịn móng giả. Câu 189, chất để chà nhám dùng làm mịn những móng gợn sóng là bột đá đánh bóng. Câu 190, để lấy đi vết bẩn trên móng tay dùng chất tẩy với 6% peroxide. Câu 191, phương pháp nào dưới đây là không đúng cách để dùng cây sủi kim loại, dùng đầu nhọn để sủi da? Câu 192, miếng da dê được dùng bọc cây buffer đánh bóng. Câu 193, để làm giảm lớp nước sơn tróc ở đầu móng, gạt đường viền mỏng nước sơn ở đầu móng. Câu 194, phương pháp tốt nhất cho da khô móng giòn là làm móng tay dầu. Câu 195, để giúp đỡ móng bột làm ấm dịch aceton hơn 100 độ F để ngâm móng, thời gian mềm móng nhanh hơn 30%. Câu 196, bóng đèn cực tím UV để làm cứng móng gel, nên làm sạch thường xuyên và thay bóng mỗi 6 tháng. Câu 197, ngứa do làn da hư hại và có áp suất máu thấp do trương nở mạch máu, hệ thống miễn nhiễm sẽ tiết ra chất histamine. Hóa chất nào sau đây dễ dàng bốc cháy trong tiệm thẩm mỹ? Chất nước sơn. Câu 199, chất sodium hypochlorite thường được biết là chất tẩy lau nhà,
Câu 200, có bao nhiêu tế bào thực vật tạo thành vi khuẩn một tế bào?